Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phối màu sắc với nhau sao cho nó thích hợp. Thì màu đen thì nên đi trên nền vàng, màu xanh lá thì trên nền trắng, màu đỏ thì trên nền trắng nè, màu xanh dương trên nền trắng, màu trắng thì trên nền xanh dương, màu đen trên nền trắng, màu vàng trên nền đen, màu trắng trên nền đen, màu đỏ trên nền vàng, màu xanh lá trên nền đỏ, màu đỏ trên nền xanh lá. Những màu mà hiện giờ đang được yêu thích nhất hiện nay như là màu xanh dương nè, màu đỏ nè, màu xanh lá nè, màu tím và màu vàng. Thì đây là những cách phối hợp màu sắc. Thì các bạn để được có một cái màu sắc đẹp cho một cái không gian quán hoặc thế cái quán thì các bạn có thể có ý tưởng hình thành xong thì mình sẽ gặp chuyên gia thiết kế trong những quán cà phê, nhà hàng này nọ. Mình sẽ nói ý tưởng của mình thì người ta sẽ thiết kế theo mình. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.